cần tiền để sản xuất hay ma chay cưới hỏi hay hàng trăm các thứ tiền phải cần đến khác để cho nhu cầu con cái hay vì phong tục làng quê đã khiến nhiều người dân tộc thiểu số ở Gia Lai phải đi vay tiền ngoài để kịp đáp ứng. Vậy để mua phần bón đi trồng lúa, phần bón lúa, phần mì đấy. Nợ cho mình được có nhờ hôm trước lúc con mua xe rồi. Người Ba Na mình phong tục rất là nhiều. Thứ nhất là dân tộc phong tục của Ba Na là đám chết phải đi vay mượn, rồi nếu vay mượn mua bò xong rồi đám chết phải làm bò, ví dụ nhà có nhà khá khá thì làm 2 con bò, nhà bình thường thì làm 1 con bò. Thông thường người dân vay tiền trả bằng tiền, còn ở đây đồng bào dân tộc vay tiền sẽ phải trả bằng sản phẩm làm ra. Thế nhưng thực tế khi bán nông sản cho chủ nợ, người dân phải chấp nhận cái giá thấp hơn thị trường rất nhiều. Một tấn mía ví dụ có 600, ví dụ đại lý nó tính như mình có 300, mì cũng vậy. Ví dụ giá mì là nay mì cũng lên mà được tới 2-3 nghìn, mà nó đại lý lấy có 1.000 mấy, 1.500, tôi chưa tới 2.000. Mình ôm của đại lý rồi mình không bán được của ngoài đâu. Đại lý không chịu, chưa được mình cỡ đó. Lấy của đại lý á là 30 thôi nha, 30 thật sự. Nếu mà mình bán ngoài á, bà mới ghi trong đó là từ nếu mà em bán ngoài á, chị phải lấy em là 50. Theo người dân cho biết, nếu không chấp nhận giá thu mua của các chủ nợ đưa ra, thì họ phải chịu mức lãi suất tiền vay tăng gấp đôi. Trong khi đó, mức lãi suất họ đang phải chịu mỗi tháng là 3% và mỗi năm là 36%, khác xa với lãi suất của Ngân hàng Chính sách Xã hội chỉ 0,55% một tháng, 6,6% một năm. Vòng vây cứ thế xoay vòng, khiến cuộc sống người đồng bào nơi đây rơi vào bế tắc, cùng cực.